Đây, cái này đẹp quá nè em à. Ừ. Thấy chưa? Đẹp lắm. Ok. Lấy cái này đi. Em vào trang Bolero cuối tuần. Bây giờ em lấy điện thoại cái Facebook của em á, vào trang Bolero cuối tuần em share cái này về, còn cái YouTube thì em cứ like okay. Đọc lại. Xin chào cả nhà. Bolero cuối tuần. Anh làm giúp em đi để em làm cái này chứ. Xin chào mọi người, bây giờ đây thì xin mời mọi người chúng ta cùng nhau vào với Bolero cuối tuần nha, để cùng gặp gỡ với Hồng Phượng. Hát hay nha chế, cảm ơn Ngọc Hà Nguyễn Thị. Nguyễn Thị Ngọc Hà, bữa nay em coi đá banh rồi chị. Bữa nay em coi đá banh rồi. Bữa nay coi đá banh rồi cho nên không coi chị hát luôn hả? Buồn ghê. Không chọn con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Anh ơi xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên phèo đưa lối về, khóc cho duyên lỗi thề. Anh về đi thôi đi. Mình có nhau duyên không chọn càng đâu. Đây. Đấy cái chưa bên này mọi người vào dễ hơn nè em ạ. À. Đúng rồi, em biết rồi. Nhưng mà tại vì em muốn làm thử ở đây coi nó làm sao. Đó. Xin chào mọi người. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với lại Hồng Phượng. Hồng Phượng thì duyên dáng lanh lợi vô cùng, hát hay nữa. Cho nên là mọi người ơi, chúng ta đừng quên cái số máy mà Hoàng Trí đánh ở trên cái phần livestream của chúng ta duyên nha. Duyên dáng lanh lợi luôn. 028 3991 9191 để cùng gặp gỡ giao lưu với Hồng Phượng. Xin chào Nguyễn Văn Tùng. Xin chào Phạm Thế Dũng. Hình như là cái này em có vô bộ vô cái wifi này. Thì bởi vậy chắc cái này xài ba máy không được rồi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Hồng Phượng qua bản thu âm hoàn chỉnh ca khúc Vì Lỡ Thương Nhau, một sáng tác của Trần Kim Phú. Và bây giờ đây thì chúng ta lại vẫn sẽ tiếp tục với những tín hiệu kết nối thông qua số máy quen thuộc 028 39 91 9191. Và bên cạnh việc là chúng ta đang nghe trực tiếp trên radio thì chương trình cũng được live stream trên trang fanpage của Bolero cuối tuần VOV. Chính vì thế nếu như quý vị khán thính giả nào chúng ta đang có điều kiện có thể truy cập vào trang Facebook Bolero cuối tuần VOV thì mình cũng sẽ có thể nhìn thấy được hình ảnh của cô ca sĩ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí với chiếc đầm màu xanh lá không thể nào tươi ngát hơn được nữa. Dạ vâng, ở đó thì mọi người mong rằng là cũng sẽ ủng hộ tinh thần thật là nhiều dành cho Hồng Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ưu tiên với những tín hiệu kết nối trực tiếp thông qua số máy 028 39 91 9191. Hoàng Trí cùng với Hồng Phượng xin được gửi lời chào đến anh Minh ạ. Dạ xin chào anh Minh ạ. Alo. Gửi cho Trí những lá thư yêu, những chồng thư cũ, là gửi cho nhau những lời hẹn thề đôi lứa tình nghĩa ngày xưa, nay chỉ còn là kỷ niệm mộng ước đầu. Gửi cho Hoàng Trí những chồng thơ cũ là trả lại cho nhau những kỷ niệm ngày xưa đó đó. Thôi đừng trả anh, đừng trả. Mới bền vững được chứ. Dạ, cho thôi đừng trả anh, em cũng không tức là thật ra thì em dạ em đính chính luôn là em không có ế đâu. Mà rất là đắt luôn nha, nên không hề ế nha. Chẳng qua là người ta kén chọn. Chưa chọn chưa chưa. Là rất là đắt nhưng mà tại Hoàng Trí chưa lên xe bông mà khán giả chưa biết thì Hoàng Trí cũng như là ế rồi.
Dạ, thôi thì em chưa chọn cho mình một bến đỗ thôi. Dạ, chứ còn còn ngày hôm nay là Hồng Phượng nè. Hồng Phượng mới là một cái chính để mà anh có thể trao trả những kỷ niệm để Hồng Phượng có thể đối đáp lại với anh bằng những câu hát nặng lòng da diết. Dạ. Rồi, xin mời anh Minh, chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi cũng như là có sự tương tác với Hồng Phượng. Anh Minh ơi. À, mình được biết có một lần lúc mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà còn ca trên các sân khấu mà được trực tiếp lên đài TV á. Dạ. Thì khán thính giả cũng đã từng nghe anh Vũ Linh có giới thiệu là Hồng Phượng là cháu. Thì nếu mà Hồng Phượng là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mình rất thích cái tiếng ca của những ca sĩ ngày xưa là chú Minh Cảnh có nghệ thuật ca ngâm rất hay và bây giờ đó. Dạ. Là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cháu của Vũ Linh thì nhất định phải biết ca cổ. Tôi cũng mong rất mong được cháu của Vũ Linh tặng cho quý khán thính giả gần xa một đoạn ca cổ ngắn. Dạ, một đoạn ca cổ ngắn phải không? Nếu như một đoạn ca cổ ngắn thì là được thôi, chỉ sợ là dài thì em không làm được. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ Hồng Phượng vừa gửi tặng cho mọi người luôn. Dạ. Dạ. Mình là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà sợ gì. Dạ, nếu vậy thì sẵn đây đó là Hồng Phượng quảng bá luôn nha. Nếu như là cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì là chương trình 29 tháng 6. Đúng rồi. Năm 2019 là mọi người phải đến ủng hộ cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng với Hồng Phượng thật là nhiều nha. Và bây giờ thì một câu ca cổ em muốn gửi đến anh Minh cùng với toàn thể quý vị đang nghe chương trình VOV Giao thông Bolero cuối tuần. Xin trả lại cho anh màu thơ xanh kỷ niệm, như chính tay em chung liềm môi duyên đầu. Lời nói yêu đương thay tiếng nguyện cầu, cầu mong anh được trọn duyên hạnh phúc bên một người không phải là em. Cầu mong anh đừng xé thắt buồn tim khi cố quên đi chuyện cũ đời mình, cũng như em sẽ cố quên anh trong những đêm âm thầm giống tường. Wow, dạ, yeah. Một phút đánh lẻ thôi nha. Chờ chúng ta đang ở trong không gian của Bolero cuối tuần. Dạ vâng, nhưng mà để thấy rằng là cái sự đa tài của Hồng Phượng như thế nào được gửi đến cho mọi người. Dạ, yeah. Rồi anh Minh thấy như thế nào ạ? Cái đoạn ca cổ của Hồng Phượng vừa ca trong cái bài Tình Anh Trả Lại Cho Anh mà nghệ sĩ cái lương Hồng Hạnh ca rất là cũng 9-10 với Hồng Phượng đó. Dạ, dạ. Hồng Phượng thì không dám so sánh với nghệ sĩ nào hết, bởi vì Hồng Phượng là đánh lẻ, có nghĩa là mặc dù là được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật cải lương, là có gia đình làm nghệ thuật cải lương truyền thống, nhưng mà bản thân Hồng Phượng thì mới làm quen với cải lương mới đây thôi, và cũng được mẹ, cũng được cậu chỉ dạy, nhưng mà nói chung là nói về có khiếu thì Hồng Phượng chỉ có khiếu chút xíu thôi. Dạ. Còn Bolero thì Hồng Phượng tự tin hơn, còn cải lương thì Hồng Phượng mới tập tành, cho nên là không có dám so sánh với lại cô chú anh chị nào hết á, chỉ là ráng cố gắng để mà mình làm tròn cái câu giọng cổ thôi, còn nếu mà nói là hay thì Hồng Phượng chưa dám. Dạ. Yeah. Không, mà nếu mà mình có cái nhận xét về cái tiếng ca Hồng Phượng có cái tiếng ca bên tân cổ giao duyên nó sẽ rất là hợp đúng không? Dạ. Dạ. Thôi thì bây giờ cái Hồng Phượng cũng nên nếu mà thầy yêu thích Bolero thì mình cứ theo cái con đường mình còn cứ nên phát triển cái bộ môn nghệ thuật đậm chất Nam Bộ rồi nữa. Dạ. Tại vì Hồng Phượng được cái nền tảng là nghệ sĩ ưu tú anh Vũ Linh được khán thính giả gần xa. Dạ. Được mến và rất mong quý khán thính giả đến ngày 29 tháng 6 ủng hộ cho tiếng ca của Hồng Phượng và yêu cầu Hồng Phượng ca đó qua cái sân khấu trực tiếp được xử lý âm thanh thì chắc cú là sẽ ngọt hơn cái trong phòng thu của VOV. Dạ. Tại vì trong phòng thu VOV mà Hồng Phượng ca còn ngọt như mấy luôn. Qua sân khấu trực tiếp thì chắc sẽ được nhiều tràng pháo tay của quý khán thính giả, có sự phối hợp của anh Vũ Linh đứng phía sau thì nhất định sẽ nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Dạ, em cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Cảm ơn anh Minh đã cùng chung tay với em để mà giới thiệu cho cái đêm diễn của em sắp tới. Và sẵn là cái tiếp lời của anh Minh nói thì sau đây thì em cũng nói thêm là trong chương trình 29 tháng 6 năm 2019 tại Rạp Hồng Liên thì là một chương trình live hoàn toàn. Tất cả đều là live hết. Hồng Phượng cùng với tất cả khách mời là đều hát live hoàn toàn trên sân khấu hết. Cho nên là rất mong
tất cả quý vị khán giả sẽ đồng hành, yêu thương và tán thưởng cho những cái điều đó, bởi vì đó là một cái điều mà Hồng Phượng nghĩ rằng tất cả các anh em nghệ sĩ cũng như là tất cả mọi người trong ekip đều phải rất cố gắng và nỗ lực. Dạ vâng ạ, dạ. Đó chính là sự tâm huyết của Hồng Phượng rất nhiều, cho nên là mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ đón nhận live show này. Còn bây giờ là anh Minh ơi, nãy Hồng Phượng hát cho anh nghe câu ca cổ rồi, giờ anh có muốn yêu cầu thêm không, hay là chúng ta sẽ nhường lại thời gian để đến với những tin nhạc tiếp theo? Mình có một cái yêu cầu Hồng Phượng cất tiếng ca hát live một đoạn bolero trong cái bài hát Người Tình Không Đến. Người Tình Không Đến. Dạ ok anh, Người Tình Không Đến. Giờ thì một sáng tác, một sáng tác của nhạc sĩ Thượng Ngàn. Đúng rồi. Bài hát Người Tình Không Đến. Ok. Tôi quên. Okay. Đúng không? Này. Đúng rồi. Bài này em có hát mà. Bài này em không nhớ lời. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối, và ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà từ và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh, nếu yêu mình nên thật lòng. Wow, rồi anh Vinh ơi. Cũng không làm mất thời gian, cũng xin nhường là sống là cho quý khán thính giả ở sau á, mến chúc Hồng Phượng trên cái con đường ca hát, cái bolero và phát triển thêm trong nghệ thuật cải lương á, được nhiều khán thính giả gần xa yêu mến, và quý khán thính giả nên ưu ái mỗi khi thấy tiếng ca của Hồng Phượng cất lên các sân khấu ca nhạc và phòng trà của thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mến chào Hồng Phượng, Hoàng Tý cùng cảm ơn chị Mỹ Phụng đẹp xinh của kênh VV trong những các chương trình bolero của tuần lần sau. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin được gửi chào anh Minh, một vị thính giả cực kỳ chu đáo. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vị thính giả đã chờ đợi chúng ta nãy giờ, tín hiệu từ Hà Nội. Không biết rằng là vị thính giả này sẽ có nhân cái cơ hội kết nối này mà để ngày 29 tháng 6 này vào thành phố Hồ Chí Minh để mà xem đây cho Hồng Phượng không nhá. Hoàng Trí và Hồng Phượng xin được gửi lời chào đến anh Tùng ạ. Alo. À dạ vâng, chắc là có vẻ tín hiệu kết nối đang gặp một số những vấn đề trục trặc, của chúng tôi mong rằng là kỹ thuật cũng sẽ hỗ trợ cho tín hiệu kết nối này. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đang live stream trực tiếp trên fanpage của Bolero cuối tuần VOV, nên mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ vào đây để có thể theo dõi, nhìn thấy hình ảnh của Hồng Phượng, rồi mình tương tác, mình sẽ thật là nhiều những cái phần live stream này. Và lúc này đây thì gương mặt của ai cũng tươi tắn hết á, mặc dù là giọng hai đứa khàn đục à. Nhưng mà vì phục vụ mọi người và vì tình cảm của tất cả mọi người dành cho chương trình, cho nên ngày hôm nay Hồng Phượng cũng sẽ hát thật nhiều để gửi tặng đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục duy trì với tín hiệu kết nối thông qua số máy 02839919191. Và trong lúc chờ đợi tín hiệu kết nối quay trở lại, cũng như là một vị hay là một tín hiệu mới, thì Hoàng Tiêu cũng không biết rằng là thư tiếng ngoài kia đang cố gắng để kết nối lại, thì chúng ta lại cùng nhau tiếp tục. À dạ vâng, đã kết nối quay trở lại rồi. Hoàng Trí cùng với Hồng Phượng xin được gửi lời chào đến anh Tùng ạ. Dạ, alo. Xin chào anh Tùng ạ. Chào MC với cả Hồng Phượng nha. Dạ. Rồi Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến anh Tùng. Nãy giờ thì chương trình cũng đã cố gắng để mà gọi lại cho anh. Không biết là anh có đang bận rộn gì không ạ? Không, tôi chả bận gì cả. Máy hết pin. À dạ vâng. Rồi bây giờ mình phải có một cái yêu cầu với nhau là pin thật đầy nha. Hồng Phượng là năng lượng dữ đắm. Hát tới đâu là hút pin tới đó. Em xin chào anh Tùng ạ. Em chúc anh nhiều sức khỏe nha anh Tùng ơi. Rồi, cảm ơn Hồng Phượng nha. Dạ. Nghe Hồng Phượng hát đã lâu rồi, thích lắm ấy. Dạ. Hôm nay mày có dịp kết nối. Dạ. Anh Tùng ở ngoài Hà Nội hả anh Tùng hả? Đúng rồi, tớ ở ngoài Hà Nội. Dạ. Rồi ngày hôm nay khi mà được nói chuyện trực tiếp với Hồng Phượng thì anh có điều gì muốn chia sẻ không, hay là muốn yêu cầu Hồng Phượng không ạ? Có chứ, kết nối được là phải yêu cầu thân lực chứ. Dạ, thì đó em nói trước rồi đó, Hoàng Trí nói trước rồi, điện thoại anh đủ pin nha, chứ còn Hồng Phượng là hút pin dữ lắm. Nói chung là đừng làm khó em là được rồi. Dạ. Tại vì chương trình tôi nghe nhiều cái chương trình này nè, nghe nó rất là hay. Dạ. Nhạc tớ đúng thật là cái tuổi của tớ chỉ nghe nhạc bolero thôi, nhạc trẻ là hết sức để nghe rồi. Dạ. Mệt lắm. Mệt lắm. Mệt lắm.
Dạ. Không biết là anh Tùng thích bài hát gì anh Tùng ha? Tớ nghe nhiều lắm, bài nào tớ cũng thuộc, không nhớ tên đầu đề thôi. Không nhớ cái tựa bài hát ấy. Dạ không còn nhớ tựa. Các bài, đúng rồi, còn các cái bài tớ đều thuộc được nhiều lắm. Đủ các kiểu ca sĩ luôn, từ hải ngoại đến Việt Nam. Dạ. Anh không nhớ tựa thì anh chỉ cần nói vài câu đầu thôi. Có thể là những cái câu đầu của anh có thể là em sẽ biết á. Hoặc là Hồng Hồng Phượng tự động chọn bài nào đó gửi tặng cho anh. Đúng rồi, Hồng Phượng gửi tặng một bài là tôi có thể hát theo luôn. À vậy hả? Thôi bây giờ thay đổi không khí một chút xíu, em sẽ hát một cái bài mà có cái giai điệu nó dễ thương một chút ha. Một bài hát có tên là Một Mình Thôi. Trang thư xanh anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà, mà ngày xưa anh thường mơ ước, ngày hợp hôn anh kết hoa để tặng em. Trăng năm xưa có gió heo mây, gió đùa trên tóc ngủ say bên lưng đều. Kỷ niệm xưa, kỷ niệm buồn biết mấy, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Wow, hay quá. Dạ em cảm ơn. Ngọt ngào quá. Dạ. Tớ nói thật chứ nghe 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 giọng ở ở trong gói tớ nghe đã thấy thích rồi, chuyện đó là hát. Dạ. Nghe không đã thấy quá là thích ấy, còn hát nữa thì nghe ngọt ngào, nghe sướng lắm ấy. Trời ơi, anh mà gặp ở bên ngoài anh còn thích dữ nữa. Anh nói thế. Không, anh nói vậy để anh Tùng có động lực từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xem đúng show rồi của anh em. Không biết là anh Tùng có đi vào về thành phố Hồ Chí Minh chưa ha? Tôi đi nhiều rồi, tôi đi nhiều lần rồi. Nếu như vậy thì đi nhiều cũng lại sắp... đi nhiều lần rồi thì tại sao lại không vào cái ngày 29 tháng 6 nhỉ? Ngày 29 tháng 6 ngày tổ chức mini show của em. Mini show của em đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh hứa là sẽ vào tặng hoa cho em. Thiệt nha, anh Tùng nha. Vậy thì em sẽ đọc lại địa chỉ cho anh. Để có gì thì anh xem lại cái livestream cũng như là những cái mà thông tin á thì anh sẽ nhớ. Đó là 259 đường Hậu Giang, phường 5, quận 6, đó là sân khấu Hồng Liên. Dạ. Hồng Phượng sẽ rất Hồng Phượng là hoàng trí chơi với Hồng Phượng là mấy năm nay rồi. Hồng Phượng á được một cái là nhớ dai lắm anh Tùng ạ. À. Cho nên ngày hôm đó anh Tùng đến tặng bó hoa, nói anh Tùng giao lưu với em bolero cuối tuần, Hồng Phượng tặng cho anh cái ôm liền. Dạ. Ok, tớ nhất định chạy đến. Dạ, em cảm ơn Tùng rất là nhiều. Cảm ơn anh nha. Rồi, xin được cảm ơn anh Tùng vì tình cảm này. Hoàng Trí nghĩ rằng là với cái cách mà anh chia sẻ, cái cách mà anh đặt vấn đề. Dạ, anh Tùng là một người vô cùng lịch sự luôn á, mà anh dễ thương vô cùng. Cho nên mong rằng là chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong không gian của live show của Hồng Phượng sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tới đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với lại một bài hát nữa. Dạ, một bài hát sẽ được gửi đến cho tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình này. Một trong những bài hát Hoàng Trí cực kỳ thích của Hồng Phượng cùng với Huỳnh Thật. Một trong những sáng tác cũng cực kỳ dễ thương của nhạc sĩ Giao Tiên luôn. Ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Sẵn đây nói về cái chuyện mà 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm thì Hồng Phượng cũng chia sẻ luôn là mới gần đây thì Hồng Phượng mới được kết nối với lại chú nhạc sĩ Giao Tiên. Thì là Hồng Phượng kết nối với lại chú ở trên Facebook á. Chú vô cùng dễ thương luôn. Hồng Phượng nói là Hồng Phượng xin lỗi chú là bởi vì Hồng Phượng đã quá thích những cái bài hát của chú. Từ Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm qua tới 20 năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Hai bài của chú quá xuất sắc. Xin lỗi chú là bởi vì con hát mà con chưa có xin phép, cũng như là chưa có cái dịp để mà chưa có biết á, để mà nói với chú. Chú nói không sao nha con, con chỉ cần yêu bài hát của chú thì con có thể hát bất cứ lúc nào. Và chú rất động viên và khích lệ những ca sĩ trẻ hát những bài hát của chú. Và thêm một điều đặc biệt nữa là chú đã tặng cho Hồng Phượng thêm một bài nữa, đó là bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3. Wow. Và chú nói là chú muốn là Hồng Phượng với Quỳnh Thật sẽ hát bài hát này. Và Hồng Phượng đang cho phối bài và Hồng Phượng và Quỳnh Thật sẽ có bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3 để gửi tặng cho quý vị vào thời gian sớm nhất. Dạ, đó là câu chuyện của Hồng Phượng. Còn bây giờ câu chuyện nè, Tình Đẹp Mùa Cherry của chị Lưu Ánh Loan đâu. Trời ơi. Dễ thương, vô trong đây rồi. Chị đang ở bên châu Âu thì á. Ra thì đó, bởi vì mới Tình Đẹp Mùa Cherry đó. Livestream không biết về có được cái cherry nào ăn không. Thèm quá à. Chị Loan ơi, em thèm cherry. Thương lắm, thương lắm.
Mọi người chờ đợi nha, mọi người à, thôi không nói đâu. Cứ để kia đó, cứ để kia nào ấy đi. Trời. Ở châu Âu đó mà vẫn hả liên lạc về Việt Nam cho em Út mỗi ngày, thương ghê. Bà chị của tôi á, nhiều khi hả quan tâm đến mức đây cái gì, sắp tới chị rinh một cây về. Máy bay có cho không chị? Thêm nữa hành lý của chị còn thất lạc nữa chứ cái cây đó. Anh sai, anh không hiểu với chị Loan, em hiểu á. Cái cây đó là cây non đem về trồng đó, anh hiểu không? Thôi nghĩ đi chị, nghĩ. Dễ được. Thêm một điều nữa là trồng ở khí hậu Việt Nam không, không có ra trái. Đúng rồi, không có ra trái. Chị ít có ác lắm. Cảm ơn anh Ngọc nè. Đấy, mọi người cũng ủng hộ chị Loan ghê. Dạ đúng rồi, chị Loan là fan rất là nhiều. Mà dễ thương lắm, chị Loan dễ thương lắm. Nhiều khi dạ. Nhắn là mấy em hỏi mấy em là mấy đứa tắm chưa? Quan tâm tới vậy luôn hả? Ăn cơm chưa? Ăn gì chưa? Ra đây chị dẫn đi ăn nè. Tại vì chơi chung nhóm á, mấy đứa ở dơ quá nên chị Loan. Quá đáng. Chị Loan chưa bao giờ hỏi em gì nha chị. Chưa hỏi em như vậy nha. Cho nên là anh coi là anh đi. Không, anh nói mình thật đó em. Trong này không có Quỳnh Thật. Trong này không có Quỳnh Thật. Mà anh mới nói với em á, người tình âm nhạc của em làm gì mà ta nói lơ em như gì á. Trời ơi, đứa úp gì lên Facebook xong Hồng Phượng trả lời cũng ừ, ờ cười đi nói rồi thôi. Ủa anh không biết chuyện gì á hả chị? Em với Quỳnh Thật đã không còn là không còn mặn nồng như xưa nữa rồi. Chia tay rồi. Chia em tay đã đẩy Quỳnh Thật về với Quỳnh luôn rồi. Chị Loan chị hốt giùm em đi. Ủa đâu có đặt hỏi đó. Xin chào Hoàng Anh Lê Thị. Dễ thương. Trời ơi, tại vì tụi em đang livestream trực tiếp trong chương trình đó cho nên là không dám gọi với cho chị. Gọi chi? Gọi làm gì? Không, ý là kiểu mình kết nối nè, mình vừa livestream ở đây mình sẽ nhìn thấy chị Loan ở bên kia. À. Hiểu không? Mình kết nối được như vậy mà giống đúng, như cái đúng, đợt đúng. Mà em livestream xong em kết nối với hình thật hai đứa hát với nhau đúng, đó. Đúng đúng đúng. Nhưng mà như vậy thì sẽ nghe cái tiếng ở ngoài này đúng, là không có được. Không có được. Cái hình thật kìa của chị thì ai có dành đâu, chị nói vậy làm em đau lòng quá chị. Em cũng là của chị mà chị nói vậy sao được. Ủa em tưởng anh đau lòng cái khác chứ. Không không không. Em tưởng đau lòng ngược lại cái nha. Đó là đồn thôi em đó, cái đó là em đồn á, có tiếng không biết anh em biết em anh biết em đấy. Biết chị em. Loan nè, chị Loan là người quá tin vào lời đồn đó trước đây. Trời, Huỳnh Thật là của chị hả? Nè, em nói cho chị nghe. Đã có một thời em cũng từng câu nói đó. Xong rồi giờ em chán ngán lắm rồi. Rồi sẽ có ngày chị như em thôi. Và chị đẩy ông cho người khác y như vậy á. Ông giống như trái banh thôi. Không, không anh nghĩ giống bùng binh hơn. Chị gom hết mà kìa. Quá đáng. Trai đẹp bolero là chị Loan gom hết rồi. Bởi vậy. Anh không phải trai đẹp bolero, chị cũng rơm luôn. Chị cũng rơm luôn. Rơm hết luôn. Tại vì anh làm chương trình bolero cũng có dính dữ vô à. Cũng dính à. Bởi vậy. Xin chào Điệp Nguyễn. Mọi người ơi, không biết là mọi người có thấy vui không khi mà tự nhiên cả ba Tiếu Lâm vậy đó cho vui. Chị Phượng cho nên là xin dễ thương lắm luôn. Cảm ơn em. Say quên cả đường về, úi giời ơi. Em chào anh Lê Quang Thịnh. Anh Lê Quang Thịnh là người sáng tác bài Trả Cho Người. À vậy hả? À, chút nữa. Một lát nữa sẽ có bài hát của anh. Chút nữa trên VOV sẽ phát bài Trả Cho Người đó anh. Là một sáng tác của anh. Chị Loan, tất cả mọi người đã nhìn thấy. Trời ơi, chị ối là chị đút vô lại là sao? Có nghĩa là vụ Quỳnh Đợt á. Cái vụ Quỳnh Đợt á. Ok, I'm fine. Em không quan tâm. Em bây giờ là ghét Quỳnh Đợt lắm. Em nói chị biết. Bây giờ Quỳnh Đợt muốn hát với em là phải năn nỉ. Em cảm ơn Lê Quang Thịnh. Anh mở VOV lên nghe đi anh. VOV giao thông FM 99 FM 91 MHz. Có chút nữa sẽ phát bài Trả Cho Người của anh đó. Cảm ơn Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tùng. Thắm tươi hoài. Trời, cái giọng em chút vậy không biết sao em đi hát mình những người. À, tối nay hát mình những thì dạ. Cho nên em mới lồng lộn vậy nè. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm và một cái kết có hậu sau tình đẹp mùa chôm chôm của nhạc sĩ Giao Tiên. Thì sau đó, ông lại tiếp tục viết nên ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Và vừa mới lúc nãy thôi, thì nghe Hồng Phượng bật mí một điều vô cùng đặc biệt nữa. Thôi Hồng Phượng chia sẻ điều này đi. Dạ, thì là chú nhạc sĩ Giao Tiên á, là một người nhạc sĩ rất là dễ mến và rất là thân thiện luôn. Chú cũng nói như vậy nè, Hồng Phượng nói là con xin lỗi chú là bởi vì con quá thích cái nhạc phẩm của chú cho nên là con hát mà con
con chưa kịp xin phép chú, và bây giờ con gửi đường link cho chú nghe, có gì thì chú có thể chỉnh sửa hoặc là có góp ý gì đó. Thì chú nói không, các con, các cháu cũng như là tất cả các ca sĩ trẻ nào thích những ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên thì có thể hát, bởi vì chú rất là muốn cái điều đó. Chú rất mong muốn là các cháu yêu những ca khúc của chú, và sẵn đó là chú tặng luôn cho Hồng Phượng bài Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Ba, và mong muốn và yêu cầu Hồng Phượng hát chung với nam ca sĩ Quỳnh Thật. Và Hồng Phượng đã cho phối bài hát đó, và sớm hơn là Hồng Phượng sẽ cho ra mắt quý vị khán giả bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Ba của nhạc sĩ Giao Tiên. Dạ vâng, với những ai yêu mến chùm ca khúc này, tức là hai ca khúc này, thì mọi người cũng biết cái nội dung của nó, tức là nhạc sĩ Giao Tiên lấy cái cảm hứng và lấy câu chuyện thật của một người bạn. Khi mà nhạc sĩ Giao Tiên là về quê của một người bạn, thì ở đó có cái câu chuyện này đúng như là trong bài hát đã miêu tả lên, chứ không phải là câu chuyện của ông. Sau đó thì ông mới về sau thì ông mới biết thêm nữa là một cái kết có hậu dành cho cặp đôi này. Chính vì thế mà ông mới biết là 20 năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm. Thì có thể rằng là đối với Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3 là một cái câu chuyện của thời cuộc lúc bấy giờ, để ông ghi nhận lại một cái mối tình dài sâu sắc, sống chung thủy vợ chồng thì sao, đúng không? Chúng ta chờ đợi cái câu chuyện đó thông qua tiếng hát của Hồng Vượng cùng với Huỳnh Thật trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ đây, trước khi chúng ta cùng đến với những tín hiệu kết nối tiếp theo, cho phép Hoàng Trí gửi đi những thông tin giao thông được chúng tôi ghi nhận đến từ các bác tài. Đầu tiên là thông tin được ghi nhận tại Hà Nội, một vị thính giả cho biết cầu Phù Đổng xảy ra va chạm giữa hai xe container, hai xe đang quay ngang đường và gây cản trở giao thông hướng đi Bắc Giang. Xin phép được nhắc lại, chúng tôi cập nhật một sự cố giao thông đáng chú ý tại Hà Nội, mà cụ thể là tại cầu Phù Đổng xảy ra vụ va chạm giữa hai xe container và hai xe thì đang quay ngang đường gây cản trở giao thông theo hướng đi Bắc Giang. Tiếp đến là một thông tin được chúng tôi ghi nhận tại Củ Chi, đến từ bác tài có 4 số máy cuối là 3522 cho biết tỉnh lộ 9 qua Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi hướng đi cầu Rạch Tra xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin phép được nhắc lại thông tin giao thông đáng chú ý này được chúng tôi ghi nhận tại tỉnh lộ 9 qua Ủy ban Nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi hướng đi cầu Rạch Tra xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn thông tin giao thông này đến từ bác tài có 4 số máy cuối 3522. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tín hiệu kết nối thông qua số máy quen thuộc 028 39 91 91 91. Hoàng Trí và Hồng Phượng xin được gửi lời chào đến anh Phong ạ. Dạ em xin chào anh Phong. Tân Bình. Xin chào Hoàng Trí và xin chào Hồng Phượng ạ. Rồi tụi em xin được gửi lời chào đến anh. Anh ơi, ngày hôm nay chúng ta đang trong kết nối của Bolero cuối tuần và gặp gỡ với Hồng Phượng. Không biết là nãy giờ anh có nghe tiếng hát của Hồng Phượng không ạ? Dạ có nghe rất rõ. Dạ. Rồi không biết là anh có điều gì muốn chia sẻ cùng với Hồng Phượng không? Phong thì đây là chương trình lần đầu tiên Phong giao lưu kết nối với chương trình Bolero cuối tuần. Thì đến cái chương trình hôm nay thì Phong cũng yêu cầu được nghe Hồng Phượng trình bày bài hát là Chiếc Áo Bà Ba. Tại vì Phong thì cũng là một người con của miền Tây. Cần Thơ hả? Anh ở đâu ạ? Hiện tại thì Phong đang ở Tân Bình. Đang làm việc ở Tân Bình. Nhưng mà thì cũng là người con của quê miền Tây. Quê Phong thì ở An Giang. An Giang. Thôi thì trong lúc Hồng Phượng chuẩn bị bài Chiếc Áo Bà Ba, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì cho phép Hoàng Trí hỏi anh Phong là anh Phong nghe tiếng hát của Hồng Phượng nhiều chưa? Dạ cũng nghe nhiều trên YouTube rồi nè. Vậy hả? Vậy ngày hôm nay tức là có điều gì muốn trò chuyện cùng với Hồng Phượng không? Tại vì Hoàng Trí biết hình như anh Phong là lần đầu tiên Hoàng Trí gặp anh Phong luôn trong chương trình Bolero cuối tuần. Đến với lần đầu tiên đến với chương trình ngày hôm nay thì Phong lúc nãy cũng có nghe trên đài. Thì có nghe nói là Hồng Phượng đến ngày 29 tháng 6 thì cũng có một tổ chức một mini show. Thì đến ngày đấy thì Phong sẽ đến để tham dự xem cái chương trình mini show của Hồng Phượng nhá. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Em nghe mà em vui quá trời luôn á anh. Anh ơi, sẵn đây em đọc số điện thoại đặt vé luôn nha anh. 0903 317 336, rất là dễ nhớ, 0903 317 336. Và em cũng biết luôn á là cái bài Chiếc Áo Bà Ba là anh đã nghe em trên YouTube rất là nhiều rồi đúng không? Bởi vì cái bài hát này á em cũng được rất là nhiều quý vị khán giả yêu thương. Và thêm một điều quan trọng nữa là trong chương trình mini show của em sẽ hát bài Chiếc Áo Bà Ba này để gửi tặng cho tất cả quý vị, bởi vì em biết là có rất là nhiều người yêu thương em và bài hát này. Và ngày hôm nay em sẽ gửi tặng cho anh cùng với thính giả của VOV Giao Thông bài hát Chiếc Áo Bà Ba của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
chiếc áo bà ba trên dòng sông thầm thầm, thập thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời, chiếc áo màu xanh lên từng con sóng bạc, lấp lánh mái chèo của nhẹ lướt trên sông, sóng đổ xuống đưa tiếng hò qua bên đời. Người thương ơi em vẫn đợi chờ, đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngừng, về Sóc Trăng một ngày cây điệu lâm thôn, đàn én trao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bên Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Wow. Wow, quá hay luôn. Dạ. Dạ. Trời, không biết là anh Phong có điều gì nữa không hay là mình cảm thấy hài lòng lắm rồi. Em thì một lời cuối thì Phong cũng chúc cho Hồng Phượng ca ngày càng hay thêm nhá. Dạ. Phục vụ cho khán giả thật là tốt. Và sẵn tiện đó thì Phong cũng chúc là đến ngày 29 tháng 6 sắp tới thì live show của Hồng Phượng sẽ được nhiều rất nhiều các khán giả đến tham dự và xem chương trình của Hồng Phượng thật là nhiều nhá. Dạ. Và tổ chức sẽ là một live show thật thành công Hồng Phượng nhá. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Em chúc anh nhiều sức khỏe. Và nếu như ngày 29 tháng 6 này anh đến được với em thì em chúc anh sẽ có một buổi xem ca nhạc thật là vừa ý và thật là nhiều niềm vui trong âm nhạc nha anh. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, và coi như là ngày hôm nay Hồng Phượng đã cảm thấy rất là vui mừng rồi đúng không, khi mà kết nối cùng với chương trình Bolero cuối tuần và được rất là nhiều thiện cảm của mọi người. Dạ. Và thôi sẵn đây Hoàng Trí bật mí luôn là hình như vé VIP ấy là Hồng Phượng bán cháy vé hết rồi. Hết vé VIP rồi. Và có rất là nhiều người muốn mua vé VIP nữa nhưng dạ, mà không có, cho nên mọi người không có chịu. Mọi người nói là không, đã lâu lắm rồi tôi không có coi Vũ Linh mà dạ, bây giờ không cho tôi ngồi hàng đầu, hàng nhì, hàng ba để tôi gặp thấy Vũ Linh thần tượng của tôi gần như vậy, tôi không chịu. Chịu tôi phải ngồi gần mới được, không thôi giờ lần sau tôi coi đi. Trời ơi tội nghiệp quá. Nói vậy dạ, đó. Dạ rồi, coi như đây là một cái tín hiệu rất vui trước khi mà đêm diễn bắt đầu. Dạ, dạ, còn bây giờ đây thì chúng ta vẫn sẽ tranh thủ thời gian để cùng đến với một tín hiệu kết nối cuối cùng trong không gian của Bolero cuối tuần ngày hôm nay. Nhưng trước khi cùng đến với thông tin này, một thông tin giao thông đáng chú ý được chúng tôi phải chuyển đi đến từ bác tài có 4 số máy cuối là 2453 cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ km 17 đến trạm thu phí chợ Đệm xe tiếp tục đông, các phương tiện di chuyển xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin phép được nhắc lại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ km 17 đến trạm thu phí chợ Đệm xe tiếp tục đông và các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được cảm ơn thông tin giao thông này đến từ bác tài có 4 số máy cuối là 2453. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị thính giả rất là quen thuộc và rất là yêu mến chương trình Bolero cuối tuần. Hoàng Trí cùng với lại Hồng Phượng xin được gửi lời chào đến cô Kim Nguyên ạ. Dạ xin chào cô Kim Nguyên ạ. Cô Kim Nguyên xin chào. Dạ. Chị. Xin chào Bolero cuối tuần và xin chào ca sĩ Hồng Phượng. Dạ con chào cô. Cô ơi hôm nay sức khỏe của cô như thế nào cô Nguyên? À hôm nay sức khỏe của cô tốt. Dạ. Tại vì con nghe nó khàn khàn, nó giống con với Hồng Phượng. Thời tiết này sáng nắng chiều mưa cho nên là rất là dễ bị bệnh đó cô. Con mong là cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ cảm ơn con. Dạ. Rồi. Dạ con nghe. À, cô có mấy dòng cảm xúc cô gửi Hồng Phượng nha. Dạ. Cô đọc đây. Dạ. Hồng Phượng sắp có live show nhỏ thôi nhưng chất Bolero rất mùi. Cải lương vốn miếng nhà nội đi coi tại rạp Hồng Liên cả đời. Chúc em hạnh phúc ngời ngời, tuyệt vời show diễn để đời vang xa, tình đẹp mùa thơm chôm ba. Ha ha, bên đây thì cô biết rồi. Cô
Trời ơi cô ơi. Cô ơi, con biết luôn là đây là những câu thơ mà cô làm tại chỗ và làm liền tức khắc từ hồi nãy tới bây giờ. Đúng không cô? Nhưng mà thật sự là rất là hay luôn cô, bởi vì cô vừa biết thông tin và cô vừa thấy được những cái gì mà chia sẻ của con và anh Hoàng Trí tại tại ngay thời điểm này và lúc này thì cô vừa cho ra một cái bài thơ hay, thật là hay luôn cô, và con cảm ơn cô rất là nhiều. Trời ơi, bây giờ nè Hồng Phượng à, em phải xin phép cô. Dạ cô ơi, bây giờ thì Hồng Phượng phải xin phép cô đi trích cái bài thơ này để mà đăng lên trên Facebook mà bán vé. Dạ. Để dạ. Sáng giới thiệu sản phẩm mới của mình. Dạ. Rồi đó thôi. Dạ con nghe. Nhà của nghệ sĩ Vũ Linh ở đường Đoàn Thị Điểm gần nhà cô đấy. Tại vì hồi nãy con thấy cô ở Phú Nhuận là con nghi rồi. Dạ. Dạ. Trời ơi, thương quá. Thương quá cô ơi. Cô ơi, vậy là ngày 29 tháng 6 là con sẽ gặp cô đúng không cô? Nếu mà sức khỏe của cô ổn và không có mưa to nha. Dạ. Bây giờ đi taxi dễ lắm cô, đặt vô tới nhà chở cô đi luôn. Ồ dạ. À đúng rồi. Dạ, thôi thì mong là một cái duyên, nếu mà một cái duyên đủ đó thì cô Nguyên cũng sẽ có mặt để mà ủng hộ cho Hồng Phượng nha cô nha. Dạ. À, rồi. Dạ con cảm ơn cô Nguyên rất là nhiều. Rồi bây giờ không biết là cô có yêu cầu Hồng Phượng tặng cho cô gì không nè? À, chỉ là cô mong nha Hồng Phượng có sức khỏe để chuẩn bị cho live show rồi, cho nên là nghe thì cô nghe Hồng Phượng hát rất là nhiều rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ để dành cái dặn đó cho một bài hát. Dạ. Lại dễ thương quá. Rồi tụi con cảm ơn cô Nguyên nha. Và con chúc cho cô nè lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt cho Bolero cuối tuần, và lúc nào cũng khỏe mạnh hết, để mà mình có thể sáng tạo nhiều hơn nữa những cái bài thơ như thế này. Không chỉ là làm cho chương trình cảm thấy phấn khởi đâu, mà làm cho khách mời là cảm thấy được yêu thương da diết luôn. Hồng Phượng tối nay về ngủ không được luôn nè. Dạ. Cho cô đó, nãy giờ là ngồi mà xé cái đầm rồi không biết là dạ. Rồi dạ, tụi con xin gửi lời chào đến cô Nguyên nha. Dạ. Dạ, dễ thương quá. À, thưa cô, là bây giờ cũng là ở những giờ phút cuối cùng rồi. Dạ vâng ạ, chúng ta cũng đang ở những cái giờ phút cuối ngày hôm nay gặp gỡ cùng với Hồng Phượng. Thôi thì bây giờ đây Hồng Phượng sẽ gửi một lời chào đến mọi người vì nãy giờ đã lắng nghe, đồng hành và tương tác cùng với em. Dạ. Dạ thì em cũng xin gửi lời chào đến tất cả các bác tài đang nghe chương trình VOV Giao thông và tất cả các thính giả nào mà đang nghe chương trình Bolero cuối tuần. Thì kính chúc cho tất cả mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc của mình. Và Hồng Phượng mong rằng trong cái ngày hôm nay sẽ là một cái ngày mà tất cả mọi người cảm thấy rất là vui khi mà có cái sự giao lưu của Hồng Phượng cùng với MC Hoàng Trí, tạo cho mọi người một buổi tối thứ bảy thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hứng khởi. Và đừng quên ngày 29 tháng 6 năm 2019 với mini show của Hồng Phượng tại rạp Hồng Liên, địa chỉ chính xác là 259 đường Hậu Giang, phường 5, quận 6, và số hotline 0903 317 336. Rất mong là mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ Hồng Phượng thật là nhiều. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng. Rồi bây giờ đây thì Hoàng Trí và Hồng Phượng xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Hiện tại thì thời gian của chúng tôi cũng không kịp để có thể phát những bài hát của Hồng Phượng nữa. Nhưng mà trong một số những khung giờ khác thì chương trình vẫn sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của mọi người với tiếng hát của Hồng Phượng. Và bây giờ thì xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại. Trời ơi, anh mặc tin sang anh vào trễ quá. Hai chị em của Tùng vui vẻ. Chúc đội tuyển Việt Nam vô địch. Việt Nam đá chưa? Đã, tối nay nè. Mà đá chưa? 19:45 đó em. Ồ, vậy là đá rồi đó anh. Chứng tỏ là sức hút của em rất tốt, với bởi vì lượt like mọi người được xem mọi người cũng ổn đó. Anh ơi, hồi nãy em thấy nè, ông Minh Huy đây, tiên sinh anh nói với anh nói cho nghe nè, ông đạo diễn lanh chanh nhất cái thế giới, không cái thế giới Bolero trữ tình đó. Dạ, đúng rồi, là chuyên gia. Ông này ông chuyên gia luôn, là ý là anh đang quản lý cái fanpage, cái Facebook của anh nè, rồi quản lý Facebook của Khu Huy Vũ nè, rồi Võ Minh Lâm nè, cho nên là cái câu đầu của ổng đó, bình luận cái gì là hả? Sẽ được copy easy như cái vậy. Đây Hồng Phượng đây chứ ra là Võ Minh Lâm đó, đấy đó thì em nói rồi, sao bữa nay ông Võ Minh Lâm ông rảnh quá thì nhau ông vô ông comment thấy chưa.
mà anh đã bị mấy lần rồi. Đây, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Anh đã bị mấy lần rồi, khách mời giao lưu bên Mekong. Bây giờ anh em chúng ta trên bàn nhậu chưa đủ hay sao mà anh còn vào tới trong đây mà anh copy bát cỡ đó vậy anh? Em bó tay luôn. Không biết thì cái này là ổng phải là đang trên máy tính không mới làm thì cái đó này. Mà hả, coi như là gì, đạo diễn đánh đá chua ngoa mà dễ thương, nói chung dễ thương. Không có dễ thương đâu, anh đừng có nói thêm. Em ơi, một lát nữa ổng vô ổng chửi hai đứa. Trời ơi anh, em không có sợ đâu. Ủa em sợ anh hả Minh Huy? Anh dám hả? Anh sợ em không đầu thai hả? Em đầu thai 8 kiếp rồi không gặp anh nữa. Lính đi. Ông nói là mày dám chửi tao là mày sợ đầu. Yêu hết đi. Ủa tại sao? Tại sao hả người đạo diễn tài ba kia, sắc son kia? Sắc son kia. Mượn sống chú. Chửi Minh Huy. Đúng rồi, anh mặc kim sa. Chửi đi Minh Huy. Cái ngày hôm đó anh em mình ngồi với nhau á là không có ông Huy. Cái ngày hôm trước có ông Huy. Ủa là sao không có em lần nào vậy? Không có lần nào có em hết trơn. Lúc đó em bận chạy show rồi. Trời ơi, ông tin luôn á. Không, lúc đó Hồng Phượng bận. Không, đừng giả bộ nói vậy. Đừng giả bộ nói vậy. Tôi đâu có tin. Anh ủng hộ chửi Minh Huy. Đúng đó, rồi. Thấy chưa? Chửi mà còn phải dạt cái mỏ ổng nữa. Sống làm sao mà để cho người ta mượn sống. Đừng ai nói xấu Minh Huy. Minh Huy đủ xấu rồi. Đây, copy bát em thấy chưa? Đấy, đấy, bỏ Minh Long nè. Đấy, thấy chưa? Được. Quản lý văn minh bay của vợ Minh Long luôn không, hả? Anh không biết thì anh nghĩ vậy thôi. Ủa sao còn một người không dám làm luôn đi? Quỳnh Thật kìa. Quỳnh Thật kìa. Không, Quỳnh Thật bây giờ chắc cắt rồi. Ủa dạ? Chua ngoa quá mà ai mà dám làm. Hồng Phượng cu te quá trời luôn. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn Phạm Trưởng. Ủa mấy nghe nào Minh Huy vậy thôi anh quản lý trang fanpage của em luôn đi. Chắc được. Anh chết rồi. Chắc không, anh không, chết. Không chết đâu anh. Tại vì cái kiểu điêu ngoa như vậy nè là hợp với Hồng Phượng lắm. Không, với lại là ông làm biết vậy không ai tin luôn á. Đúng ông rồi. Cứ copy bát vậy đó. Trời ơi, vậy là từ đây tôi sẽ không còn tin Khu Nguy Vũ và Võ Minh Lâm nữa. Bởi vì không có đúng thật sự là người đó. Mọi người ơi, mạo danh, mọi người mạo danh, mạo danh mọi người report. Chắc chết, chắc chết. Đau đầu quá, xoay tròn á, anh biết không? Cái gì không? Hình như nó cùng chung chung với anh luôn á. Đau đầu cái gì? Mua vé chưa? Nè, anh Huy ơi, liệu nha anh Huy. Hiện tại là có 70 người xem, họ report Khu Huy Vũ và Võ Minh Lâm bởi vì anh mạo danh là chết hai người kia nha anh nha. Đúng rồi. Nhưng mà cái người mà đề xướng ra chuyện đó là mình đi. Chứ nãy giờ người ta không có suy nghĩ, không suy nghĩ tới, nhưng mà Hoàng Trí kêu á, người ta mới nghĩ, hiểu không? Ghê quá anh. Hôm nào nha, hôm nào đi nhậu cũng phải chầu trực, gọi điện từ Bình Dương xuống. Ủa, tôi thấy đâu ai chầu trực tôi đâu ta? Tôi không hề nhận được cuộc gọi nhỡ. Vậy thì em nên coi lại cách sống này. Trời ơi, không tin luôn á, bởi vậy trọng nam khinh nữ. Thôi bye bye mọi người, để Hồng Phượng còn chạy show nè. Ok, bây giờ đó. Hồng Phượng đi qua bên phòng trà Vĩnh Thùy. Nếu như quý vị nào ở gần phòng trà Vĩnh Thùy thì đến ủng hộ Hồng Phượng nha. Hồng Phượng rất là chờ đợi những cánh hoa của mọi người tặng cho Hồng Phượng nha. Rồi, bye bye mọi người, cảm ơn mọi người nha.